Thú nhận đi nào, bạn click vào video này để xem mùn lèo đúng không? Có thể bạn chưa phải là một con sen đích thực, nhưng bạn có tình yêu với chúng và cũng muốn xem khi mình được điều khiển chúng trong hình dạng thật sẽ như thế nào. Đi lại bằng bốn chân nhẹ nhàng trong thành phố Cyberpunk đầy thú vị, cầm, nắm, đẩy. Về cơ bản, không có nhiều thứ mà một chú mèo bình thường có thể làm trong thế giới thực cho lắm. Nhưng tin mình đi, Stray có nhiều hơn thế. Đây sẽ là một video kể về cốt truyện của Stray. Nếu các bạn muốn chơi thì hãy cân nhắc xem video vì nó chưa spoil, bằng không thì xem xong, xóa não và coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé. Mình Tâm sẽ đi cùng bạn trong suốt chuyến hành trình theo chân chú mèo đáng yêu. Xem xong video này mà thấy hay thì hãy nhớ nhấn like và subscribe cho Phá Đảo nhé. Meow. Giờ thì hãy cùng tìm hiểu một chút cơ bản về Stray nhé. Tựa game này thuộc thể loại khám phá, phiêu lưu và giải đố. Là tựa game đầu tiên được phát triển bởi studio còn non trẻ mang tên Blue 12 nằm ở miền Nam nước Pháp. Chỉ với vài ngày phát hành, con game này đã nhận được phản hồi tích cực đến từ khán giả và cả giới chuyên môn. Bước vào thế giới của Stray, người chơi sẽ hóa thân vào một chú mèo nhị thể đang tận hưởng những ngày tháng rong chơi vui vẻ trong cuộc đời với những chú mèo chiến hữu thân thuộc. Thì không may, nó nhảy lên một đường ống và bị trượt chân, rơi xuống một mặt phẳng nghiêng một cách khá đau đớn. Mèo ta đã cố hết sức mình để bám vào mặt đất, nhưng sức lực nhỏ bé của nó không cho phép điều đó. Nó rơi xuống để rồi bắt đầu cho hành trình mới đầy xa lạ dưới lòng đất, rời khỏi vòng tay của gia đình và những người bạn mèo thân yêu. Đúng như cái tên của tựa game, đi lạc. Bối cảnh của Stray nằm tại một thành phố giả tưởng hậu tận thế dường như không có dấu hiệu sự sống. Tuy nhiên, nguồn sống tại đây chắc hẳn từng rất phong phú, với ánh đèn neon biển hiệu, các tòa nhà đang trong quá trình xây dựng hay cả đồ gia dụng thông thường như quạt thông gió điều hòa. Thành phố này vừa trải qua một cơn đại dịch, khắp nơi dán những mẩu giấy như kiểu 5K mà chúng ta cũng thấy khắp trên các báo đài Việt Nam vậy. Một lúc sau, mèo chạm trán với những sinh vật màu hồng nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng mắt chúng thì rực tia màu vàng sáng, chứng tỏ điều gì đấy chẳng lành. Đúng rồi, đây đích thị là nhân vật phản diện chứ còn gì nữa. Chúng có tên là Zerg, nguồn thức ăn tiêu thụ của chúng là máy móc. Chắc hẳn, chúng đã càn quét khắp thành phố này rồi. Chốc nữa thì chúng ta sẽ quay lại vụ Zerg này nhé. Thực chất, trong thành phố này tồn tại một dạng ý thức đang bị mắc kẹt tại những chiếc máy tính nằm rải rác xung quanh địa bàn. Dạng ý thức bí ẩn này đang cần sự giúp đỡ. Sau khi chúng ta tìm được vật chủ cho nó nói rằng nó đang tìm cách giúp đỡ một nhà khoa học, nhưng nó đã thất bại trong việc tự chuyển đổi ý thức sang một vật chủ. Giờ thì chúng ta có thể gọi nó là B12, dưới hình dạng một chiếc đầu máy nho nhỏ dễ thương có gắn anten ở phía trên. B12 giờ trở thành bạn đồng hành của Stray, cho chú mèo một bộ quần áo chuyên dụng và dẫn chú đến gặp những con robot đang tồn tại trong thành phố. Ở Stray, những con robot này được gọi là companions, người bạn đồng hành. Có thể hiểu rằng khi loài người vẫn còn tồn tại trên trái đất thì robot đóng vai trò như một người đồng hành sống chung nhà với con người. Y như robot trong Detroit Become Human vậy, nhưng có lẽ là số phận của chúng không nỗi tệ vậy. Giờ đây khi con người đã tuyệt chủng, chúng chính là dân cư sống tại Walled City. Tại sao lại là Walled City ư? Vì bốn phía của thành phố bây giờ được bao phủ bởi những bức tường. Đại thành phố giờ được chia thành hai vùng, vùng thượng tầng và vùng hạ tầng. Dân chúng sống ở hạ tầng phải chịu số phận làm con mồi cho The Zerg. Giờ thì nhiệm vụ tối thượng của Stray là tìm đường ra khỏi thành phố để đoàn tụ với gia đình và bạn bè. Để đến được vùng thượng tầng, Stray cần tìm đường ra khỏi vùng hạ tầng bằng cách nói chuyện với các robot dân cư ở đây. Dù cho chúng là sản phẩm của con người, đều học được các trạng thái cảm xúc thông thường như yêu, ghét, sợ hãi, thì chúng cũng đã tự phát triển những đặc tính và tính cách riêng, có ngôn ngữ riêng và thậm chí là có cả gia đình riêng nữa. Tất nhiên, với bộ não phát triển như vậy thì chúng sẽ tự tạo ra hệ thống chính quyền với thể chế riêng nhằm vận hành xã hội. Càng nói chuyện với các robot dân cư thì chúng ta càng hiểu ra rằng thành phố Walt mà chúng ta đang dạo chơi bấy lâu nay nằm hoàn toàn dưới lòng đất. Bầu trời bên trên thực chất chỉ là ánh sáng phát ra từ chiếc cổng ngăn cách lòng đất với thế giới bên ngoài. Nếu như anh em nghĩ việc sống dưới lòng đất như thế này không có gì quá kinh khủng thì anh em nhầm to rồi đấy. Một ngày ở đây là 32 tiếng, khác với 24 tiếng thông thường. Ánh nắng coi như không bao giờ xuất hiện tại đây luôn, nên những loài cây sống chỉ cần nước mới có thể sống sót tại nơi đây, mặc cho nước sạch cũng trở nên khan hiếm. Quả thật, ánh sáng mặt trời rất quan trọng, vậy nên điều kiện sống trong Walled City rất khắc nghiệt. Đó là lý do tại sao ngay cả các companion cũng từng tìm đường lên trên mặt đất. Để tìm đường lên vùng thượng tầng, ta cần phải bắt liên lạc với một dân cư trên đó, nên nhiệm vụ của mèo ta bây giờ là dựng lên một trạm thu phát truyền thông điệp tới người ở trên đó. Trên con đường tìm đến tòa tháp cao nhất vùng hạ tầng, cũng là địa điểm lý tưởng để xây dựng trạm thu phát, ta được biết thêm nhiều điều về phản diện màu hồng nhỏ bé từ Zerg. Chúng là hệ quả của một mục đích tốt,
mục đích tốt đó lại chỉ là giải pháp cho một hành động hết sức phi nhân tính của một tổ chức có tên là Neko Corporation. Có lẽ nếu công ty này tên là Neko-chan Corporation thì mọi thứ đã dễ thương và bước thảm họa hơn thế này rất nhiều. Ok, như chúng ta đã biết thì ở Walled City có vùng thượng tầng và vùng hạ tầng. Hai vùng này chia cắt với nhau không chỉ vì lý do địa hình mà do đến từ yếu tố tầng lớp trong xã hội nữa. Người thượng lưu sống trong khu thượng tầng sẽ có tiền tài và địa vị hơn hẳn người hạ lưu. Tuy vậy thì cả hai vùng vẫn cần phải giải quyết vấn đề rác thải, y như cái cách mà cả thế giới của chúng ta cũng đều phải gánh chịu vấn đề này vậy. Thứ chúng ta cần là một giải pháp. Tên tên, Neko Corporation đã xuất hiện với một lời cam kết dành cho dân thượng lưu rằng vấn đề rác thải sẽ không có gì đáng phải lo ngại cả, cứ hãy để họ xử lý. Và rồi họ gom đống rác thải đó, tống thẳng xuống vùng hạ tầng. Kết quả là khắp nơi tràn đầy rác thải. Công ty này cần phải nghĩ ra giải pháp thứ hai. Họ phát minh ra một loại vi khuẩn có thể phân hủy đống rác này. Đặc tính của chúng là sợ tia UV. Những tưởng đây là một giải pháp hoàn thiện thì ôi không. Rác khi bị phân hủy sẽ phân tán ra không khí, mà điều này lại tạo nên môi trường lý tưởng cho lũ vi khuẩn phát triển một cách mất kiểm soát, và thậm chí tạo ra bệnh dịch khiến cho loài người tuyệt chủng. Và đó là nguyên nhân lũ Zerg ra đời. Chúng tiến hóa như Pokemon bậc 2 từ bậc 1 là lũ vi khuẩn. Chúng máu lạnh, hung hãn và mất kiểm soát hơn rất nhiều. Rác không còn là món ăn yêu thích của chúng nữa, mà giờ đây chúng ăn tất cả các sinh vật sống, bao gồm các companion và cả stray đáng yêu của chúng ta. Quay trở lại với mạch truyện chính, sau khi liên lạc thành công với một nhân vật X bí hiểm trên vùng thượng tầng, Stray cần phải đi bằng đường ống cống tới nơi cần đến. Vùng thượng tầng trong ánh mắt hiếu kỳ của chú mèo của chúng ta là vùng đất tràn ngập ánh sáng của neon, của biển hiệu, của hiện đại. Tuy vậy, người dân ở đây dường như không biết về âm mưu thật sự của Neko Corp áp xuống vùng hạ tầng. Phần lớn các companion ở đây đều tưởng rằng rác thải chỉ đơn giản là được tái chế dưới hạ tầng mà thôi. Cũng dễ hiểu thôi mà, vì những người dân thượng tầng không được phép xuống hạ tầng với lý do nhằm đảm bảo sự an toàn cho họ. Luật lệ tất nhiên cũng sẽ được ban hành nơi đây. Những companions nào không tuân thủ luật lệ sẽ phải chịu số phận tù đày. Robot lính canh thì trung thành, vâng lời, không biết mệt mỏi sẽ chịu trách nhiệm thực thi pháp luật. Stray giờ đây có nhiệm vụ tìm tới một companion có tên Clementine và đi cùng nó trên chuyến tàu điện ngầm tới nơi chứa cơ quan đầu não của chính quyền, phòng điều khiển. Trên đường tới nơi, hội ba người bị phản bội, bị tống vào tù. Stray phải đối mặt với nguy cơ bị nhấn chìm, B-12 và Clementine có thể bị tháo rỡ. Nhưng thật may chú mèo dũng cảm của chúng ta đã giải cứu tất cả. Chúng thành công đến được tàu điện ngầm, tuy vậy Clementine đã dũng cảm hy sinh thân mình trở thành mồi nhử để B-12 và Stray trốn thoát an toàn. Vậy là bộ đôi đã đến phòng điều khiển thành công. Khu vực cuối cùng trong thành phố này được biết đến với cái tên phòng điều khiển. Tất cả mọi thứ trong thành phố đều có thể được điều khiển bên trong khu vực này. Không giống như hai khu vực trước đó thì khu vực này được quản lý một cách ổn định bởi những companion. Mọi thứ ở đây đều sạch sẽ và được xây dựng một cách khoa học. Tuy nhiên chỉ có con người mới có khả năng đi vào phòng điều khiển này để đảm bảo đám companion không thể cướp lấy quyền kiểm soát khu vực. Điều này cũng làm sáng tỏ một điều rằng những kẻ quyền lực đang điều hành thành phố thực sự sợ hãi nếu có ai đó lật đổ và tước đi quyền lực của họ. Vậy nên thậm chí companion còn không thể vào sảnh chính của khu vực phòng điều khiển. Điên rồ hơn nữa là khi hệ thống báo động đã tắt ở trong phòng điều khiển thì những companion này vẫn không vào được. Bởi nếu khu vực này dò quét mà thấy không có sự hiện diện của con người thì sẽ không có một ai có thể vào được nơi này. Sau đó chúng ta biết được không có con người nào bước chân vào bên trong phòng điều khiển trong suốt nhiều năm qua, chính là trong thời gian thành phố này tự phong tỏa trong suốt một thời gian dài. Thậm chí đã có sự thi hành cai quản từ lệnh ở khu vực cao hơn áp xuống. Một sự thật nữa là những người ở trong khu vực điều khiển này thực sự không hề quan tâm bất kỳ công dân nào ở trong thành phố cả. Họ chứng kiến thảm họa xảy ra ở các khu vực bên dưới thành phố và không hề có một động thái giúp đỡ nào hết. Thậm chí đã từng có thời điểm người dân đứng lên chống lại những người ở khu vực điều khiển. Thế nên, cách tốt nhất để dẹp loạn chính là cho thành phố này bị phong tỏa. Theo tiền đề thì việc đi ra ngoài vẫn rất nguy hiểm. Điều này rất có thể xảy ra trong quãng thời gian sau khi hoàn thành một số nhiệm vụ. Nhưng đó là nhiệm vụ gì thì mình xin phép không spoil. Các bạn hãy tự trải nghiệm nếu có cơ hội nhé. Vậy là chúng ta đã biết được một sự thật cuối cùng. B-12 chính xác là ý thức của một nhà khoa học bị mắc kẹt trong chiếc mặt nạ. Ông ta từng rất đau khổ khi phải chứng kiến người thân của mình chết dần chết mòn vì bệnh dịch mà không thể làm gì hơn. Walled City 99 vốn được xây dựng để che chở cho nhân loại khỏi một thảm họa trên bề mặt trái đất, nhưng một bệnh dịch cuối cùng đã quét sạch toàn bộ loài người. Nhận ra rằng di sản của nhân loại bây giờ nằm ở các companion,
B-12 hy sinh bản thân để mở những cánh cửa phát nổ và để thành phố tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, giết chết Zerg và vô hiệu hóa lũ lính canh. Và việc cho thành phố mở cửa trở lại như này cũng sẽ làm xoa dịu những người thực thi pháp luật khi họ đồng ý cho những companion của thành phố được phép đi ra ngoài. Thực tình thì mình cũng không biết tương lai phía trước của họ rồi sẽ ra sao khi bước chân ra khỏi thành phố. Còn về phía người bạn của chúng ta, cậu chỉ là một chú mèo và cậu ấy đã cuối cùng được quyền tự do, muốn làm gì mình muốn. Nhưng chúng ta có thể suy luận được rằng vẫn còn sự sống trên mặt đất sau đại thảm họa. Còn giờ thì ngoài loài mèo sống trên mặt đất thì nền văn minh trên đó sụp đổ như thế nào rồi? Chúng ta cùng đợi Studio Blue 12 phát triển Stray 2 nhé! Và đó là tất cả những diễn biến trong Stray. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho Minh Tâm nha. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để làm video này đấy. Còn giờ thì mình đi ôm một lèo của mình, cũng từng là một thanh niên đi lạc đây. Bye bye.